Hello, xin chào anh em. Chào mừng trở lại Gargantuar Zombie. Đây là video tiếp tục về series tiến hóa của các IMP. Mình sử dụng Novato sẽ nâng cấp thành các Gargantuar. Bắt đầu với trong map Sloth by Game. Đây là phiên bản PvZ 2, phiên bản Trung Quốc. Đây là các map độc quyền trong phiên bản Trung Quốc thôi. Ở đây cũng sẽ có những con Gargantuar và con IMP mới. Thank you.
Cho nên là nó không thể tiến hóa được. Ok, video mình sẽ kết thúc ở đây. Xin chào các bạn anh em các video khác. Goodbye.